Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng mới vừa về lại máy mài hay đá ha, 150 mm công suất là 250W thì tới hôm nay mới về mấy anh em. Thì người ta đã đổi qua cái tên thương hiệu Kyocera, ngày xưa nó là Ryobi ha. Ok, khui ra lấy một con cho mấy anh em xem. Thì cái này hàng mới chăm chăm bảo hành 1 năm ha. Rất là xịn sò. Ok. Ôi đẹp quá, mẫu nhìn đóng gói rồi tất cả các thứ rồi nhìn đẹp quá. Đây. Đây, ôi ôi. Model là HBG6E hả mấy anh em. Đó, đường kính là 150 rồi, khui ra luôn cho nóng hổi luôn, vừa thổi vừa quay ha, vừa bán cho mấy anh em luôn. Thì con này thì giá vẫn đang là 1.350.000 và sắp tới tăng giá lên khoảng từ 20-30%, và em cũng đang chưa biết và chờ sự phản hồi lại từ nhà máy ha. Đó thì do là tình hình là nguyên liệu rồi tất cả các thứ rồi nhiều thứ nó phát sinh á, cho nên là giá nó lại tăng hơn so với lúc trước. Đó rồi, ok, quay qua cho anh em xem. Rồi thì phụ kiện thì bao gồm nó cũng đầy đủ giống như con mài hay đá từ trước tới giờ ha, nó cũng có cái đồ chắn lưỡi nè, rồi cái cử nè ha. Đó, nhưng mà ngày xưa là thương hiệu là Ryobi, còn bây giờ đã đổi lại thành Kyocera rồi ha. Máy rất là đẹp, sáng sủa luôn. Để là để đúc cũng giống như kia, chỉ khác nó mỗi cái logo thôi anh ha, khác mỗi cái logo thôi. Ngày xưa là logo là kia Ryobi, còn bây giờ là Kyocera ha. Thì bên đây là đá này là đá thô nè, bên đây là đá tinh ha. Máy chạy rất là im ha, cũng như là lúc trước thôi, không có gì thay đổi đâu. Thì hôm nay về thêm rồi, anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Vẫn là giá cũ 1.350.000 đồng. Thì sắp tới là họ tăng giá rồi, thì anh em nào có nhu cầu thì đây là lô hàng cuối cùng, giá là 1.350.000. Rồi ok, anh nào lấy thì cứ nhắn tin cho em tên, địa chỉ rồi ghi ship cho anh con mài hay đá là anh biết ha. Rồi xin cảm ơn anh chị em khách hàng.